Ok, chào mọi người. Hôm nay shop tự gửi lên tiếp con người một lô cần nha mọi người. Thì lô cần này vẫn là lô cần kỷ nhật. Đa phần cần này sẽ là cần của hãng Abu nha mọi người. Hãng Abu và hãng của Majorac. Có Shimano Zodiac nè. Đó. Bên đây là toàn bộ là cần máy ngang nha mọi người. Đó, cần máy ngang. Chỉ có hai cây máy đứng thôi. Thì để shop lên cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không lết shop lên đó thì anh em cứ gọi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để gửi lên mọi người cây số 1. Thì cây số 1 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Abu. Đó. Một cây Abu Hussein. Một cây Abu Hornet. Dòng tin lút nha mọi người. Thì dòng tin lút này sẽ là dòng của phôi của nó là phôi nano carbon nha mọi người. Nano carbon. Bát cần sẽ là bát Fuji nhé. Bát cần sẽ là bát Fuji. Đây. Phôi là sẵn gân guốc đúng rồi. Sẵn cực kỳ sẵn. Phen là phen Maestro. Phen Fuji nhé. Rất là đẹp. Buộc trống sẵn. Có định vị luôn nha mọi người. Định vị để chọc cái này vô nè. Đây. Thì cây này dài là 1m98 nha mọi người. Dài 1m98. Nặng là 115g. Và cái này độc của nó sẽ là 1.8L nha mọi người. Độc của nó là sẽ là 1.8L. Và cái này lua từ 5.25g đến 21g nha mọi người. Lua từ 5.25g đến 21g. Thì về anh em có thể câu lóc chẽm thả ra coi. Đó. Cái này lai từ 8 đến 20 lb. Rồi, giá công khai cây số 1, giá 1.8 nha mọi người. 1.8 cộng ship cây số 1, độ cứng của cây số 1 là độ cứng M. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 cũng như cây số 1 đây, cùng thông số nhé. Mình sẽ đi nhanh cho mọi người. Đây, cái logo của nó vẫn còn, của hãng Abu. Thì cây Abu này đa phần sẽ được sản xuất tại China nha mọi người. Nó xuất cho thị trường Nhật nhé. Cái này phôi vẫn đẹp nha mọi người. Phôi sẵn nè. Đó. Sẵn ngon lành nhé. Rất là đẹp. Đây. Máy phôi nano carbon này sẵn khỏi chơi. Bát thì nó có hơi bị chạy một tí chỗ này thôi. Tất cả còn là ok hết. Sẵn gân guốc mọi người. Thì cây này vẫn nặng 115g. Dài 1m95. Dài 1m98. Đọt. Độ cứng vẫn là độ cứng M, lua từ 5.25g đến 21g, lai từ 8 đến 10 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 2, giá là 1.8 nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 vẫn là một cây hàng của Abu. Đây. Thì vẫn là phôi, phôi vẫn là phôi nano carbon nha mọi người. Phôi vẫn là phôi nano carbon đây. Đó. Rất là đẹp. Thì cái này dài là 2m21 nha mọi người. 2m11 chứ. Dài 2m11. Nặng là 119g. Đọt của cần quẳng là đọt 1.9L nha. Đọt của cần quẳng là đọt 1.9L. Phen quẳng là phen Fuji. Bát cũng là bát Fuji nha mọi người. Cái này anh em về lua lóc nha. Lóc, lua chẽm, lua măng. Phen nó rất ok nha. Phen này thì bao cứng cho mọi người luôn. Phen thì phôi rất là đẹp đây, buông trống sẵn nha mọi người. Định vị lóng đầy đủ. Càng rất chi là đẹp. Nó có xây sát một vài điểm thôi, do trong quá trình vận chuyển. Càng rất ok nha mọi người. Góc đây. Đó. Thì cây này vẫn là độ cứng của nó vẫn là độ cứng M nha mọi người. Độ cứng M dài 2m11. Lua từ 5.25g đến 21g, lai từ 8 đến 20 lb. Rồi giá công khai cây số 3, giá cũng là 1.8 nhé. 1.8 cộng ship cây số 3. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 thì vẫn là một cây Abu. Phôi vẫn là phôi nano carbon. Thì cây số 4 này về chuyên về cho anh em nào săn hàng nha mọi người. Săn hàng. Thì cây này độ cứng tới MH đặng. Độ cứng MH dài 2m13 nha mọi người. Dài 2m13, độ cứng MH.
Nó lua từ 10.5 gram đến 28 gram nha mọi người. Hả? Lua từ 10.5 gram đến 28 gram. Lai từ 8 đến 20 lb. Và cái này nặng là 140 gram nha mọi người, nặng 140 gram. Đọt của nó sẽ là đọt 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Và định vị đầy đủ đó. Buồng chống sắn, khớp nối carbon sắn. Càng rất chi là ok, đó, rất chi là ok và đẹp. Cây này về cho anh em săn hàng, có lốc gừng, đó, đánh giá thật, chuẩn bài nhé. Sẵn gần gốt nha mọi người. Rồi, giá công khai cái số 4, giá cũng là vậy nha mọi người, giá cũng là 1 triệu 8 nha mọi người, 1 triệu 8 cộng ship cái số 4. Tiếp theo cây số 5, thì cái số 5 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Majorac. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần Majorac Siwat nha mọi người, một cây Siwat còn túi luôn. Đây, tên của nó đây, một cây Majorac Siwat. Và cái này cái máng bọc siêu của nó đây vẫn còn nha. Đó. Cái này thì mình lấy tại cửa hàng. Foil là foil carbon sẵn, fan là fan Fujishit nhé, fan Shit. Bát của căn vẫn là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji. Cần thì mấy cái này nó có hơi bị xước nè, do mình để nhiều cần quá nó hơi bị xước nhẹ chỗ này, xước dâm thôi nha mọi người. Đó. Chứ không phải là ảnh hưởng tới foil đâu. Fan này, fan Shit thích nhá. Đó, rất là đẹp. Bù chống sắn đây, sẵn gần guốc nha, càng rất chi là đẹp. Thì cây này được sản xuất tại Việt Nam mọi người, xuất cái thị trường Nhật, Majorac. Thì cây này nó nặng là 120 1 2 3 4 5 năm. Thì cái này nặng là 170 gram nha mọi người, nặng 170 gram, đọt 2 ly 1, dài 1m98. Và cái này độ cứng của nó sẽ là độ cứng ML nha mọi người, độ cứng ML thích hợp cho anh em nào câu cảm giác nhé. Và cái này nó lua từ 5.25 gram đến 14 gram, lai từ 3, lai be từ be số 3 đến be số 6 nha mọi người. Đó. Càng rất ok nhé, càng rất ok và đẹp. Rồi, giá công khai cây số 5, giá 1 triệu 6 nha mọi người, 1 triệu 6 cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho mọi người là một dòng Majorac. Và cây là một cây cần Majorac Corsa. Thì cây Corsa này thì có một số anh em đánh phản hồi rất là ok luôn, rất là xịn. Foil đánh rất là ổn định, bền bỉ theo thời gian nhé. Foil sẵn nha. Fan Fuji, bát Fuji, fan Fuji, bát Fuji, phôi sẵn dạng giống như hai da rồi, rất là đẹp. Thì cây này dài 1m98, độ cứng MH. Và cây này lô mồi từ 7 đến 28 gram nha mọi người, lô mồi từ 7 đến 28 gram, lai từ 12 đến 20 lb. Cây này về cho anh em nào thích đánh mồi mà đánh nhá thật á, đây. Đây một lựa chọn rất ok nha. Rồi sẵn mọi người. Tuy ngoại hình nó có xây sát xước sát lông mèo ít thôi, đó, nhưng tổng thể phôi thì bao hoàn thiện, bao ngon lành với mọi người luôn. Đó, sẵn rất là đẹp. Chốc một lớp keo cái này thôi. Đó, sơn thôi. Đó, không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người. Đảm bảo với mọi người nha. Bảo hành khúc, bảo hành chỗ này cho người luôn á. Thì cần bán sao thì mình sẽ báo cho anh em vậy. Đó. Ôi chẳng rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này nó nặng là 125 gram, đọt 1 ly 8 nhé. Rồi giá công khai cây số 6, giá 1 triệu 8 mọi người, 1 triệu 8 cây số 6. Cây này về cho anh em cầu bao lực nhé, cầu nhất thiệt, độ cứng MH. Giá công khai cây số 6, 1 triệu 8. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của 1 2 3 4 5 6, cái số 7 vẫn là cái cần của Majorac nha người. Đây Majorac nhá. Thì cái này vẫn là một cây Majorac carbon, fan vẫn là fan Shit nhá, fan bướm. Đây. Rất là đẹp.
Bát cũng là bát Fuji nha mọi người, bát này quả bát Fuji nhá. Đây. Đó. Thì đây một cây Mayagap Laser. Thì cái này nó dài là 1 m. Dài 1m89 nha mọi người, dài 1m89. Độ cứng của nó là độ cứng MH. Và cái này lô mồi từ 7 đến 28 g, line từ 12 đến 20 lb. Cái này về cho anh em công giá thiệt là ok nè, đó. Tổng thể của anh còn rất ok, rất là sáng nha. Fan của nó là fan xít nha mọi người, fan xít, fan bấm. Bu dạng bu trong sáng. Đó. Này. Rất là đẹp nha. Và cây này nó đọt của nó là 2 ly 5 nha mọi người, đọt 2 ly 5. Đó. Rất ok cây cần. Nhúng cho mọi người xem luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 1 triệu 7 nha mọi người, 1 triệu 7 cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người vẫn là một cây Mayagap Laser. Fan vẫn vậy nha mọi người, fan vẫn là fan xít. Fan xít, fan bóm nhé. Rất là đẹp nè. Căn này thì tiễn về rồi nên tổng thể rất là đẹp. Đây. Bát vẫn là bát Fuji Mayagrap. Thì cái này nặng là 140 g, đọt 2 ly 5 nha mọi người, đọt 2 ly 5. Và cái này nó dài là 2m04 nha mọi người, dài 2m04. Và cái này độ cứng sẽ là độ cứng H, về cho anh em săn hàng. Thì cái này nó nặng, cái này nó lô từ 10.5 g đến 42 g nha mọi người. Lô từ 10.5 g đến 42 g. Line từ, cái này line từ 12 đến 25 lb nhé. Đây, laser. Rất là đẹp cây cần. Đây, cho mọi người xem phèn nó đây. Phèn xít nhé, phèn xớt. Phèn xít lạng, phèn bóm nha mọi người. Buộc trong sẵn. Rất ok cây cần. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 1 triệu 8 người, 1 triệu 8 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên cho người một cây của hãng Abu. Đây, Abu. Đây một dòng Abu của Hattin, dòng tin lút nha mọi người, dòng tin rơ nè, đó. Harness dòng tin rơ. Thì cây này phôi thì giá là phôi carbon sẵn nha mọi người. Fan cũng là fan xít. Đó. Thì cái này có một điểm rất là đặc biệt nha mọi người. Đó. Để một tỷ quay cho mọi người xem. Đây, Abu nhá. Sẵn nha mọi người. Sẵn gân guốc rất là đẹp. Fan là fan xít. Bu trong sẵn. Và cây này nó dài. Cây này dài là 1m98 nha mọi người, dài 1m98. Và cây này nó, cái này nặng 130 g nhé, dài 1m98, nặng 130 g. Đọt cái này sẽ là đọt 1 ly 8 nha mọi người, đọt 1 ly 8. Và cái này nó lua từ 5.25 g đến 21 g nha mọi người. Đó, nó lai từ 8 đến 20 lb. Phôi sẵn rất là đẹp. Tem đàng hoàng. Đây, điểm đặc biệt của cái này thì bát nó có tiếng rắc nha mọi người. Đây. Đó. Giật nó kêu nha mọi người. Phôi cũng còn nhìn khá ok nhé. Đây, bóng lưỡng. Rồi, giá công khai cây số 9, giá là 1 triệu 6 nha mọi người, 1 triệu 6 cộng ship cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Shimano. Đó. Thì đây một cây cần của Shimano Zodiac. Đó. Một cây đời 2018 nha mọi người. Shimano Zodiac đời 2018. Bass C4 cộng. Foil là Foil Hipower X. Đó. Phen là phen Fuji nha mọi người, phen là phen Fuji Akunai. Foil thì Hipower X là dạng foil carbon sáng X của nhà Shimano nè mọi người. Rất là đẹp.
Shimano thì có cái bộ phôi này rất là xịn nhá, xịn và rất là đẹp, nhìn rất là đã con mắt. Đó. Thì cái này nặng là 100g, đọt 1 ly 6 nhé, nặng 100g, đọt 1 ly 6. Phen Fuji Akunai, bu là bu chống sắn, bu xít nhé. Phen sẵn rất là đẹp. Khỏi chê vào đâu được. Thì cái Shimano này nó độ cứng của nó là độ cứng M thôi nha mọi người. Dài 1m98, line từ lua từ 7 đến 21g. Line từ 10 đến 20 lb. Đó. Tổng thể của hình cái này thì theo đánh giá cảm quan cá nhân thì nó gơ tầm khoảng 93% nhé, rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái số mừng, giá là 1,7 triệu mọi người, 1,7 triệu cộng ship cái số mừng. Tiếp theo hai cái cuối cùng, hai cái máy đứng nhé. Cái số 11. Số 11 lên cho mọi người một cây cần của hãng Farmwood. Một cây thương hiệu từ Mỹ. Farmwood nha mọi người, con đại bàng nè, đó. Gấp fit nha. Carbon. Thì cây này thì nó sử nguyên bộ phen là một phen rất là xịn. Đây, phen xịt thất nha mọi người. Đó, tất cả con là tất cả là phen xịt. Đóng logo Farmwood đây luôn. Đó. Đây. Cây này thì nó nặng là 98g thôi nha mọi người, nặng 98g. Dài 1m98, đọt 1 ly 6. Và cây này độ cứng tương đương tầm khoảng L nha mọi người, độ cứng tương đương tầm khoảng L. Cây này thì nó lua từ 3.5g đến 10.5g nha mọi người. 3.5g đến 10.5g. Phen thì rất là xịn. Lai từ 4 đến 10 lb. Đó. Rất là xịn cho một cây cây. Cây này về cho anh em nào thích hợp, cho anh em nào câu dịch vụ nè, anh em lua chẽm, lua phi, đó. Anh hai anh em câu lua cá suối, câu tôm rất là đẹp nha. Độ dịu của dòng phân bít này thì rất ok rồi này, đó. Sẽ uống hình chữ C được nè, đó. Độ nảy độ dịu nó rất ok, đó. Rất là cảm giác cho anh em thích nào, anh em nào thích câu cảm giác nhé. Rồi, giá công khai cái 11, giá 1,4 triệu nha mọi người, 1,400k cộng ship. Tiếp theo cái cuối cùng, cây 12. Cây 12 thì lên cho mọi người là một cây cần UL. Cây này một cây UL, nhưng mà đặc biệt là cây này cây UL biển nha mọi người. Cây UL biển, chứ không phải là dạng UL suối đâu. Cây này một cây hàng cũng rất thương hiệu, một cây Daiwa Hitland. Đó. Seawater nè, biển nha mọi người. Đó, một cây Hitland. Đó, một cái headland của Daiwa. Đó. Thì cái này nó dài là 2m28 mọi người, dài 2m28, độ cứng UL. Và cái này nó lua từ 3 đến 14g nhé. Line từ 4 đến 12 lb. Đó. Phen toàn bộ là phen xít hết. Đó. Phôi này, góc nó là góc bằng nha mọi người. Đó. Đây, bát là bát Fuji nhé. Tổng thể ngoại hình còn nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đây, phen xít nha, phen đề ba ba chân nha mọi người, phen đề ba ba chân. Buộc xít luôn. Rất ok cho một cây cần. Rồi, giá công khai cây cuối cùng, cây số 12, giá cũng là 1,4 triệu nha mọi người. 1,4 triệu cộng ship cây số 12. Rồi, đó tổng cộng 12 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào á, có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.